Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cái cách làm màu thực phẩm từ cái cây hoa violet loại dại. Cây này thì nếu mà trồng trong vườn thì rất là gọi là cái cây mà cỏ dại rất là khó trị. Vì hạt của nó là nó nằm ở dưới cái gốc cây. Nó nở ra giống như bụi, nó tung ra là cả hàng ngàn cây con mọc. Rồi củ của nó thì giống như là cái củ rau rau má của mình á, cũng khó mà mọc lên lắm, nó chạy tùm lum hết, muốn trị nó cũng rất là khó. Còn nhưng mà mình á thì đi hái nó ở ngoài chợ công viên á. Vì cái chỗ này là nó sát với cái bờ hồ, thành ra mình nghĩ người ta sẽ không có xài cái thuốc mà để diệt cỏ dại á, thành ra mình cũng tin tưởng mình có thể ăn được. Vì mình để ý kỹ rồi, người ta không bao giờ mà người ta xuống sát cái bờ hồ để mà xịt cỏ dại hết. Mình hái về đây á là 350 gram, mình lật hết những cái cọng nó ra rồi, thì còn những cái cánh hoa với lại cái đài hoa màu xanh một ít thôi. Người ta chỉ cần là một nhúm là ra đủ màu người ta muốn rồi, nhưng mà mình tại vì có sẵn mà mình hái nhiều vậy luôn. Bạn chú ý bạn xem, bạn thấy cái là cái cách thay đổi của cái ở trong cái sắc tố của cái hoa này. Cái hoa này có cái sắc tố vừa là màu xanh vừa màu tím. Và nếu mà mình bỏ một chút mà acid vô thì nó chuyển qua cái màu đỏ tía rất là hay. Mà cái mùi của nó, bạn mà có từng ngửi cái mùi của nó rất là khó diễn tả. Nó mùi hoa, mùi hương, rồi thoang thoảng như là cái vani hay là gì á. Cũng bây giờ thì mình đi vô cái recipe để how làm thế nào mà để mà làm ra cái syrup với cái hoa này. Thì mình đổ vô trong nồi instant pot này 2 cup nước. Mình 2 cup nước này, mình bạn ngó này, vừa bỏ vô là hắn chuyển ra màu xanh liền lập tức, thấy không? Cái thấy màu xanh màu xanh blue á. Nó hay lắm. Mình làm mình thích, mình giống như là mình cái câu chuyện thần kỳ nào á. Tại vì mình chưa bao giờ mà mình sử dụng cái hoa này để mà làm cho thức ăn, hay là để mình chỉ là nhổ diệt nó thôi. Thấy cái bông đẹp thì mình cũng có hái về chụp hình. Nó thì riêng cái màu tím của nó là nó đã có 3 cái tông màu. Một là tím than đậm, 2 là cái tím hoa cà, 3 nữa là tím tím gần như là trắng luôn. Mình cũng có cái chụp hình là từ dạng đậm tới dạng lợt ở trong này. Rồi có một cái loại hoa cũng là hoa violet này luôn, mà nó màu vàng, lá thì cũng y chang nhau vậy. Mình nghĩ nó cũng cùng một giống, mà sau cái màu thì lại ra màu vàng. Trong cái lúc mà để nói chuyện này thì mình nói thêm về những cái mình hiểu biết về cái loại hoa này. Nó rất là hay. Mình thì mình bỏ vô nồi này mình nấu liền, chứ mình có nhiều người họ chỉ cần là tưới nước sôi rồi họ ngâm đêm đến sáng rồi là họ lấy màu. Nhưng mà thay vì nấu nước sôi thì mình bỏ thẳng nó vô luôn để cho nó chết vi trùng. Bạn thấy không, mình thử mình múc một cái, mình không có dám mà dùng muỗng, mình sợ nó tác dụng nhiều thứ làm đổi màu. Thành ra mình nấu trong cái nồi inox này, rồi mình đựng nó là trong những cái chai lọ bằng thủy tinh không, chứ không có dùng nhựa hay nhôm gì hết. Mình hái cái rau này cũng như là organic luôn. Nấu xong rồi thì mình để đếm một đêm đến sáng, rồi sáng ngày hôm sau mình lại dậy mình mở chỉ ra. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ép, mình lấy nước. Mình xài cái đồ mà ép bún á. Hồi xưa chưa có máy, mình xài cái này mình làm bún á.
Nếu chứ mình dắt thì cũng được thôi, nếu bạn bỏ vô khăn hay là cùng lắm dắt tay cũng được, nhưng mà sẵn mình có đồ nghề tại sao không xài. Thế ép ra, nếu mà bạn chỉ cần mình lấy nửa muỗng cà phê thôi, mình pha với 1 lít nước lẫn ra màu xanh nha, nó ngộ lắm. Màu xanh mình cũng không biết diễn tả màu xanh, nó màu xanh gì nữa. Cái đồ mà còn cái này màu vừa màu tím mà vừa màu xanh này, cái lợt lợt đó mình cũng làm nương nương, ép nương nương cái tay thôi, chứ đồ nhựa mình sợ bóp mạnh cái nó gãy. Thì mình đi hái nó nhiều lắm, mình chỉ thôi mà túc túc ở trên phía trên chặt có là ra là một bao liền á. Mình lấy xác mình để cái rồi lát mình vắt lại một lần nữa, vắt sơ lại một lần nữa. Dù là cái cây cỏ cũng đồ hái ngoài rừng rồi, nhưng mà mình cũng vắt rồi vắt cho sạch luôn. Cái tên tiếng Anh của cái sắc tố đó là gọi là, à, mình nói rồi thôi cũng cũng khó nữa, xanthin đó, để là nó tạo ra cái màu màu xanh, màu tím, màu đỏ ở trong cái này, cho nên khi mình chỉ bỏ vô một chút xíu chanh thôi, một giọt chanh là bạn thấy nó đổi màu liền lập tức á, ngay trước mắt mình luôn. Cái này rồi mình sẽ dùng làm nước uống, làm sữa, làm chè rồi mình bỏ vô. Còn mình làm bánh mình thấy là mình hơi bị thất bại là bởi vì mình không có bỏ chanh vô, đáng lẽ bỏ chanh vô trước. Ê, mình làm cái này là cái độ đậm đặc của nó là quá chừng luôn, một rổ luôn mà người ta chỉ làm một nhúm mà ra lít nước, mình chơi luôn một rổ luôn thì ra chắc cũng phải là cả thùng nước luôn, nhưng mà mình làm ra có 2 cấp rồi mình nấu lại có hơn cấp chứ mấy. Bây giờ mình làm syrup thì mình bao nhiêu cấp nước màu này thì mình xài bấy nhiêu cấp đường. Mình cũng xài trong cái nồi instant này mình nấu luôn, tại với cái nồi này bằng enough á. Đó, dính vô chút ở trong ấy cũng ra màu xanh xanh ngộ ha, mình thấy nó chỉ dính thôi đó chứ không có chút xíu nào cũng ra màu xanh đó. Đậm rồi xanh 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 xanh, xanh đó màu xanh gì á, xanh đó giống như xanh nước biển à. Rồi bây giờ tại vì mình làm rớt vô mấy cái bông á, thành ra mình bỏ vô mình phải lọc lại. Đúng 2 cấp á. Đó, bạn thấy vừa tím tím xanh xanh á. Cái mùi khó diễn tả lắm. Các bạn thử trong nhà mình có vườn mà chỗ nào mà mình không có bỏ phân á. Không phải không bỏ phân, bỏ không bỏ thức thuốc trừ 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 côn trùng đồ, phân thì cũng tạm ok, nhưng mà tốt hơn hết là chỗ để mọc hoang dại á, là tốt nhất, vô rừng hái là tốt nhất. Mùa này là đang cái mùa của nó đó. Đây là mình bắt ra mình làm lại cái nước thứ hai. Hôm nay là ngày má đề đê. Khi mình làm này tự nhiên mình cũng thích cái màu tím nữa.
rồi mình làm hoa tím này, mình cảm thấy trong lòng mình nó rất là chẳng biết nói là gì nữa, rất là hạnh phúc hả? Thích lắm. Cái này mình nghĩ làm nước uống là hợp hợp lý nhất, là mấy cái chè chè sữa. Còn người ta có làm màu giấm, bỏ giấm vô cái cũng ra màu, họ lấy họ làm luôn. Làm cái ép ép này để đẩy cái tay mình nhớ giống mấy cái lò bún ở Việt Nam á, họ cũng cầm cái cần vậy, cái họ đẩy xuống cái bún bò. Nói cái đó làm thì cũng đơn giản thôi, nhưng mà mình quay lại cho nó từ đầu đến đuôi luôn, chứ còn chỉ có là đem về. Có nhiều cái côn trùng nhỏ nhỏ nha, cái con gì con bắt nó nhụng chí á, mình ngồi mình lặt mình rửa nhiều nước lắm, xong rồi cái tới lặt cái cọng nó mình hái, mình đã mà bứt xác cọng rồi, rồi đem đem bỏ vô nước sôi chứ cho nó để ngâm đêm đến sáng ra hết màu lọc lại. Bây giờ nấu nước đường cứ bao nhiêu cấp nước, vặn ra bao nhiêu cấp nước thì bấy nhiêu cấp đường thôi, mình làm ra 2 cấp á, mình vắt đặc queo luôn, 2 cấp đường chính, 2 cấp bên màu này, còn 1 cấp mà màu vắt lại mình để riêng, tại vì mình muốn biết cái màu chính xác của nó như thế nào á. Rồi 2 cấp đường mình rim, mình 2 cấp đường với 2 cấp nước mình rim lại riết khẩu còn có 1 cấp à, lau sơ cái đáy nồi sợ nó dính cái gì bỏ vô nồi. Cái nồi này, hai cái nồi mình có, cái nồi này mình sẽ đang nấu cái nồi 6 quạt, cái nồi 8 quạt có như ngày nào mình cũng làm liên tục, nó đủ thứ món trong cái nồi này hết. Bây giờ mình chỉ là đứng mình khuấy cho nó tan, rồi nếu mà mình để mà sô tê mà để mo thì khoảng 10 phút là đường nó tới à, đường nó làm giống như mình thắng nước đường thôi, thắng nước đường làm mà bánh trung thu rồi vậy á. Còn nếu mà để less á thì chắc lâu hơn, khoảng 15 phút. Còn để mo thì mình phải quấy liên tục chứ không thôi là. Bạn muốn mình muốn chắc, tại mình sợ để rồi móc meo á, thành ra mình làm cho chắc ăn, mình làm kỹ chút. Có nhiều cái chai mình hồi trước có nhiều khi mình nghĩ đồ ở Mỹ chắc cũng an toàn không đến nỗi gì, hơi ấm ấm á, là mình đem mình bỏ vô chai rồi mình cứ mở nắp rồi mình để nguội rồi mình mới đậy nắp lại, nhưng mà không nên nha, đồ gì mà khi bạn bỏ vô chai nhớ để nguội rồi mới bỏ, vừa rồi mình bỏ vô ấm ấm á, tự nhiên cái chai để im vậy đó mà nó làm cái bùm ra, tự nó nứt cái bùm ra kinh khủng lắm. Đó, bây giờ mà mình nặn vào tí chanh bạn thấy nó đổi màu liền lập tức á.
Đó, ấn ra màu đỏ liền thấy không? Bên kia vẫn còn màu xanh thấy không? Đó có một chỗ chút xíu chanh là nó ra liền á. Hay lắm. Mình lấy cái tô trắng cho dễ thấy hơn, nổi bật hơn. Rồi mình không có quay pha loãng loãng để thấy cái màu xanh khác nữa. Nếu pha loãng nó giống màu xanh cái vá. Mình thấy hay không? Là thấy thích hả? Giống như là mình bảo biểu diễn ảo thuật. Chẳng qua đó những cái phản ứng về hóa học thôi. Màu sắc là chẳng qua là do mắt mình thấy. Sao phản xạ ánh sáng. Rồi, bây giờ thật sự nguội rồi mình mới bỏ vô. Chứ mấy bữa trước hả là hắn hơi ẩm ẩm mình bỏ vô. Giờ bị bể một lần sợ quá rồi. Đó, cái hũ này đầy là mình tính đầy mình mới lấy cái hũ này chứ ai ngờ đâu là mình làm khô queo lại luôn. Rồi để đây để cho nghĩ ra cái món gì làm. Rồi cái thì mình đựng riêng cái khác. Bây giờ mình đổ vô để mình bỏ đường mình nấu cái đợt hai này. Nấu riêng ra. Mình thích dòm nó. Nó lấy một giọt thôi mình làm dữ vậy. Nó đi từ dưới lên. Đó các bạn có thể làm công thức thì chỉ có bao vắt ra bao nhiêu nước thì mình bỏ bấy nhiêu đường mình rim lại đến khi mà nó mình thử mình bỏ vô nước mà nó hơi đóng đóng lại là coi như là được rồi. Chỉ đơn giản vậy thôi rồi bạn có thể mình nấu cái hòa với bột làm cái gì hay là làm nước uống hay bất cứ cái gì. Này mình có ân thử lần nữa để cuối cùng để cho xong luôn. Trước khi mà đóng hai thứ khác nhau. Cái thứ bên này bên trái thì mình hồi đó mình có bỏ chút chanh rồi. Coi như là video của mình tới đây là làm cái syrup mà violet tới đây là hết. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Phần sau là phần mình đi hái rau. Này chỉ có một cái con quay cho mẹ được không con? Con đứng ở chỗ kia con quay mẹ hái rau ngồi chốc ngóc đó cho vui rồi. Đây này thì chỉ có một cái màu bông màu nhạt hơn á. Nó cũng có đẹp chưa? Đó, mình ngồi hái. Rồi.